Vẫn chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với kênh của Việt Phú. Nay thì em gọi đi đến quán đồ cũ để xem loa thì có một vài con khá hay, quay lại với anh chị cô chú cùng tham khảo một chút. Đầu tiên thì trước mặt là một cái con loa Victor, một bộ dàn loa Victor bằng gỗ. Đây thì em có mua con chuột với cái sạc pin analog Sanyo, Việt Nam gọi Sanyo, sạc 4 pin này. Mua về sạc bên nhà để dùng nhóc cho chơi, trẻ con chơi. Này thì ngoài ngoại hình thì chắc là lúc người ta đưa vào cái quán này thì nó có một số ba đập. Còn loa thì nó vẫn còn rất là ok. Giá công khai luôn thì là 2.2 tương đương khoảng tầm trên 4 triệu một chút. 4 triệu gì đó. Và khoảng 4 triệu thì hiện tại thì không được 4 triệu. Hiện tại thì man xuống thấp thì không được 4 triệu, tầm trên 3 triệu rưỡi thôi. Hay đây. Màng gỗ rất là đẹp nha quý vị, quay gần quý vị coi. Đấy, quá đẹp luôn. Con này thì có giá là mã của nó là dây VC Victor CA EX-S5 nha quý vị nhé. Dàn combo là dàn mini đấy. Này, núm thì vẫn rất là đẹp. Bluetooth này, có NFC này, có dây phone này. Sau cái này nó nhẹ lắm, nhẹ tênh. Con này nếu mà vận chuyển thì rất là thuận lợi vì nó rất là nhẹ. Nhẹ thì con này sản xuất 2016 của JVC Canut Corporation made in Malaysia. Đây có cổng AM này, FM này, đường hai loa AUX này, đây là cổng ra tiếp này. Đây có tuyệt vời luôn, Malaysia nha quý vị nhá. Đây con loa còn rất là đẹp đấy. Con này thì không được 90% nhưng mà cũng tầm trên 80%, 85%, như vậy là quá ok rồi. Đấy thì giá nó tầm 3 triệu, trên 3 triệu rưỡi chưa thuế, chưa cước. Chưa cước nha quý vị nhé. Chỗ này thì có một con dàn cái đầu như vậy của Sony HVC D500 HD này. Đấy, con này thì giá còn tầm 1.8 triệu. Đây một bộ dàn Pioneer Bluetooth. Con này thì có giá tầm 2 triệu. Đấy là sản xuất ở đâu. Có phone, có USB, có Bluetooth, có audio in. Con này thì made in China, Pioneer. Đấy thì đây là một dàn gắn út khác. Gắn út này thì CD DVD thôi. Sony này, và FM đủ các thể loại kênh. Đây là một em Yamaha TSX-B72 là Bluetooth. Đây, con này rất là lạ, giờ em mới thấy mà. Yamaha made in China, con này có AM FM, có Bluetooth. Còn đây là con đài, cái bộ dàn Onkyo này. Đây là một cái lavabo quay music system. Con này thông tin thì nó ở bên mặt dưới, em sẽ lật lên cho quý vị coi. Con này thì ở đâu đây? Made in USA nha quý vị nhé. Loa này cũng nghe rất là hay. Loa này có cái màn hình đây cũng rất là đẹp, hiển thị và xem cũng rất là ok. Đây là D3000 của Sony. Con này vừa âm CD audio rồi em. Đây đây có mấy con xúc. Và nhân tiện có con này là đắt quá nhỉ, Sony ST9, con này đắt thật. Giá sản xuất 2015, giá gần 5 man chưa thuế, bảo hành 3 tháng. Con này thì xuất lực là 200W, center là 75W, và giá của nó là rơi tầm khoảng tầm 9 triệu hơn chưa cước chưa thuế. Và con này rất là nặng. Đây là một cái loa gì đây, Bow Corporation Birmingham USA này. Đây là loa đứng của Bow 33WRS. Rồi đây là một con Bow Bass Module 500, khoảng tầm trên 7 triệu, hàng line new.
và nguyên trong hộp bọc kín này không mở ra được quý vị. Mấy con loa gen út các thứ này nhiều. Trên này là một con loa ở đây Partybot, trước có một anh có hỏi con loa Partybot này, Partybot 110, trước anh hỏi con, trước anh ấy có hỏi một cái con dòng này nhưng mà loại bé hơn, nó có thể vừa cái dòng này thì nó có vừa nghe được mà vừa hát hò được, có nó có pin, có hát hò với karaoke đấy, rất là tiện lợi, bật bluetooth đấy, công suất cao. Con này đây có ghi bluetooth, loa bluetooth này sản xuất năm 2021 luôn nha quý vị nhé, xin hát bài luôn. Ba mươi tám tương đương tầm 7,7 triệu đó. Cái dòng này nó cũng nặng nặng trời luôn. Bây giờ thì chắc chắn là đời mới thì chiếm diễn đang là Made in China rồi, đúng không? Đây Made in China rồi. Đây là cũng nhiều anh có hỏi nên em quay luôn. Đây một em YST SKF005 của Yamaha. Con này sức lực 55W, nặng tầm 6-7 cân, 5-6 cân, 6-7 cân gì đó. À, bằng 55W, giá thì chỉ có 700-800 nghìn, còn rất là đẹp. Đấy. Con này thì em nghĩ là Indonesia, Malaysia thì nó hơi nằm thì vị địa chỉ nó hơi khó coi chút, thì tí em sẽ thả điện thoại sẽ em quay vị sau nhé. Rất tiếc em vừa cái gì nó là nó tên China quý vị. Đây là Sony gì đây. Rồi con này thì thôi chắc không quay nữa, con lò nhỏ. Đây có một con Pioneer CD thôi này, loa Onkyo GX100HD, loa độ, loa công suất này là 30W. Còn tiếp theo là một số cái âm ly, đây có mấy cái này hay em quay quý vị coi. Trước mặt đây là một cái âm ly Bose, cái đầu CD DVD của Bose PLS1610, con này nghe nhạc hay, có điều khiển luôn. Trước ở Việt Nam thì ông anh có con này nghe cũng rất là hay. Thì dưới đây là một con, cái con này thì trước tiên là giá là tầm 6,5 triệu gì đó, rất là đắt. Điều khiển nắm điều khiển lắm. Đây đây là một con Marang Amly PM15S2 và giá 82,500 cả thuế. Thì con này rất đẹp, bọc trong túi bóng rất đẹp, gần như là hàng gần như mới luôn quý vị nhé. Giá tầm gần 16 triệu gì đó, chưa cước nha quý vị. Con này thì ok cả, không vấn đề gì hết, bảo hành 3 tháng. Rất là hàng rất là đẹp. Đây, quay cho quý vị coi, quá trời luôn. Chứa đây là một Pioneer VD F51, con này thì thôi CD. Bên này có một con Thomson CE26, con này là gì đây, cassette, đầu cassette rồi có thể SD USB audio luôn, dùng đa năng. Đây là một con Pioneer A717 khác thôi, con này cũng 200W, tối đa là 300W 4 ohm, 200W 8 ohm, giá tầm 6,5 triệu đó. Đây này Onkyo A915, con này thì rẻ hơn. Đây này là Sansui FM-AM thì thôi. Ở đây có một con đây mixer của Bose này, mixer của Bose nha quý vị nhé, Bose 200SRHI này. Đây có mixer có hai kênh loa này, còn bọc trong rất là đẹp, chắc là lúc người ta kéo ra kéo vào nó bị rách, cái này còn rất là đẹp. Giá nó thì là tầm 1,7 triệu gì đó. Con này thì 2008 bảo hành 3 tháng tại Nhật. Đây là Chio, Chio này một công âm đi công suất của Chio, con này nặng thế, 1979 nha quý vị nha, sản xuất năm 1979 bây giờ nó còn mới thế này, những người Nhật dùng giữ rất là giữ luôn, quý vị có thể thấy được rất là đẹp. Có thể đánh giá mức ngoại hình tầm 85%, 100W 8 ohm điện trở thì nó có giá là 3,2 triệu gì đó, mà nó nặng. Trên này có mấy con loa to Diatone và Yamaha Victor. Đấy. Ở đây thì có một cái súp của Yamaha NXSVK30. Giá 2.000 nữa. Hôm nay là 2.200, tầm 400.000. Nó sao rẻ thế? Hôm nay thì hàng không có bảo hành. Tuy nhiên thì
nó không có dây điện. Cái chỗ dây điện nó bị xước kìa, đây này, cái tô xô nó bị xước này. Âm suất thì cái này nó không ra âm mà sao nó bán hàng hỏng. Nếu mà gặp thợ Việt Nam mình chắc là vẫn ok, vấn đề gì. Dưới đây thì có một con mấy con cũng khá là ok, ví dụ con âm ly công suất của thằng Acufay này, P500L, lâu lắm em mới gặp lại con này, nhưng mà giá nó đắt hơn ngày xưa rồi, 27 man 5 sen, tương đương khoảng tầm 55 triệu gì đó. Con này là 540W với 8 ohm, bảo hành 3 tháng. Dưới này có âm ly AU Alpha 607 này, giá tầm 7 triệu, Luckman L504. Con này thì có bị vấn đề gì đây? Có cái anten, cái anten nó bị không dùng được nên người ta bán giá là tầm 7,5 triệu. Nhưng dưới này thì có thêm mấy con khác, Samsung AU D607TF Ultra này, rồi Pioneer này, Denon này, ở đây cũng khá là nhiều, chỗ này này khá là nhiều. Anh lên tìm con súp 30 ở Sony trước nhưng mà có vị nào đã hốt mất rồi, nên đành gặp ngùi đi về và quay một vài thứ cho quý vị anh chị cô chú xem. Mất công em đi qua đi lên thì tiện quay luôn. Còn đồ đạc, quạt với mấy đồ công cụ nhiều lắm, nhiều nhưng mà giá nó cũng không rẻ lắm. Cái đồ này nó rẻ là vì nó cũ hết bên ngoài nó hết rồi, thì nó rẻ hơn. Đấy. Thì em xin chấm dứt video tại đây để xin phép đi về để chiều tiếp tục đi làm việc. Xin hẹn lại quý vị anh chị của chú trong video lần sau ạ.